Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo chú thích bám theo đối tượng một cách hoàn toàn tự động nha, chứ không phải là làm thủ công bằng tay, ghi cái position từng vị trí như là ở video trước. Như vậy nó sẽ thủ công và nó sẽ rất là lâu. Ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ extension. Cái bộ extension này có thể giúp mình tạo ra những tự động tracking và tạo ra những cái key, copy những cái key đó vào cái mục position để tự động tạo một cái chú thích bám theo cái đối tượng của mình luôn. Rồi ok. Rồi, có cái bộ attention này á thì cái việc tạo chú thích bám theo đối tượng của bạn á thì nó cực kỳ nhanh và hoàn toàn tự động luôn. Và nó chính xác, nó mượt, nó bám theo mượt và chính xác hơn là các bạn kia thủ công bằng tay nữa. Rồi, để mua cái bộ attention này á thì các bạn cứ liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo hoặc là Facebook mình để dưới phần mô tả. Chỉ với giá 2 tô phở thôi nha. Rồi, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái bộ attention này. Rồi, giờ mình sẽ mở Premiere lên để mình check cái mục attention thử nó có cái này không nha. Rồi mình sẽ chọn một cái project bất kỳ đi. Sau đó mình sẽ qua Windows nè. Rồi bạn đợi một xíu cái project nó load đã. Rồi bạn qua Windows nè. Ở cái mục attention nè. Đấy. Bạn sổ xuống cái mục attention ra này, nó không có cái, nó chưa có cái attention của cái Mark to Transform á. Giờ mình sẽ tiến hành cài nó mới có ở đây nha. Rồi mình sẽ tắt cái Remix đi, tạm thời mình tắt nó đi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt cái attention. Rồi trước hết bạn vào cái thư mục Mark to Transform này, ấy bạn đắp chuột vào. Ở đây bạn đầu tiên bạn sẽ cài cái này, AE Script Plugin ZBX Intone này. Rồi mình đắp chuột lên. Đấy, nó có ba, mình nhấn tích vào ô tôi đồng ý nè, nhấn install. Rồi. Đấy, sau khi cài đặt thành công á thì mình nhấn close. Đây. Đấy, nó tự mở lên luôn. Nếu mà các bạn nó không tự mở lên á thì các bạn vào, sau khi cài đặt thành công á các bạn vào Windows nè. Đây, nó sẽ hiển thị ở cái mục này, mình sẽ mở lên. Đấy. Cái đây là cái ZBX Intone của mình nè. Rồi, ok. Sau khi mình cài xong á, mình mở cái ZBX Intone lên á thì cái Mark to Transform này nè, cái ở dưới này nè, nó sẽ bị thay đổi cái biểu tượng nè, nó sẽ được thay đổi nè. Mình sẽ kéo nó, mình thả vào. Đấy. Kéo thả vào nó báo mình có cài cái này không thì mình nhấn Intone. Rồi, nó ghi là đã cài thành công này, các bạn có thể tìm thấy nó ở phần Windows Extension này. Đấy, nhấn Close. Đấy, sau khi cài xong thì nó có chữ Unintone này. Đấy, mình có thể nhấn vào đây để gỡ. Đấy, rồi mình cài xong mình xuống một Premiere này. Đấy, nếu các bạn kéo thả vào không được á thì các bạn vào file chọn Open nha. Vào file chọn Open và mình đi tới đường dẫn, mình cũng mở nó như bình thường thôi. Đấy, bạn vào file chọn Open rồi bạn cứ đi tới đường dẫn bạn mở cái này thôi. Rồi. Ok, đó, bạn máu này bạn chọn open này. Ở đây mình cài được rồi nên mình sẽ, rồi sau khi mình cài xong rồi thì mình, rồi sau khi mình cài xong thì mình sẽ tắt nó đi nha. Rồi mình vào Remix mình check. Rồi, ok, đối với những bạn xài Mac á thì các bạn để tải cái ZBX Intone này nè, thì các bạn vào README nha. Đấy, bạn vào cái thư mục README này. Đấy, bạn copy cái đường link này. Đấy, Ctrl C. Rồi mình vào Google nè. Đấy, bạn vào cái này bạn bấm vào download cho Mac OS X nha. Đây là đối với những bạn xài Mac á. Đấy, bạn download về bạn cứ cài như bình thường như nãy mình làm thôi. Đấy. Đối với những bạn xài Mac thì các bạn download cái này. Rồi. Sau đó về các bạn nó sẽ ra cái file giống cái này nè, các bạn cứ setup sau đó kéo cái này thả vào thôi. Là nó tự động nó setup cho mình luôn. Rồi, còn đối với các bạn xài Win thì các bạn bấm vào đây cài thôi. Ở đây mình đã chuẩn bị một file cho Win rồi. Rồi, ok. Rồi, sau khi cài xong thì mình mở phần mềm lên thôi. Ở đây mình xài Adobe Premiere 2021 nha. Rồi, ở đây mình sẽ tạo một cái project mới. Mình chọn vào cái phần location đây để chọn cái nơi lưu này. Rồi mình sẽ chọn nơi lưu vào đây, Select Folder.
Đó, ở dưới này thì bạn cứ ở đây mình sẽ chọn GPU nha. Bạn máy bạn nào không có GPU á, thì các bạn nó sẽ mặc định ở cái phần này. Rồi. Ở đây mình sẽ đổi tên. Rồi, nhấn OK. Ở đây sau khi cài xong á thì bạn vào Windows nè, vào mục Attention nè. Đấy, nó sẽ có thêm cái Mark to Transform nè. Đấy. Đấy, sau khi cài xong thì bạn vào bạn check, nó sẽ có cái này. Rồi, trước hết thì mình sẽ tạo một cái sequence. Mình chuột phải này, New Item, Sequence. Rồi, chỗ này mình sẽ làm video Full HD nha. Mình sẽ để là ACV HD 1080 Squad Pixel. Chỗ này mình sẽ để frame rate là 29,97. Đấy, cái này thì mình để tên mặc định cũng được. Rồi, nhấn OK. Đấy. Cái khung Essential Graphics này nè, cái khung bên này là cái khung Conal Title đó, những cái Conal đấy thì mình có thể vào Windows này, mình mở cái Essential Graphics này lên. Đấy, ở đây mình mở rồi nó sẽ có dấu tích này. Những cái Conal này á thì mình đã hướng dẫn ở một cái bài trong mình đã làm hướng dẫn một cái bài trên kênh của mình. Đây cái bài này. Đấy, mình sẽ để link cái bài ở dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể vào để xem lại cách sử dụng những cái Conal này, và mình đã chia sẻ ở cái Conal này trên cái bài đó luôn. Rồi, giờ mình sẽ kéo một cái video vào. Rồi, OK. Rồi, giờ mình sẽ kéo cái video này chẳng hạn. Đấy, mình thả vào. Rồi, nhấn. Nó báo cảnh báo là cái sequence mình không phù hợp thôi. Cái video mà này mình quay 4K á, cho nên kéo qua một cái sequence 1080 á thì mình phải scale nó lại 50%. Đấy, nó mới hiện ra full được. Rồi mình sẽ cắt đi, mình kéo tới đoạn này. Rồi mình nhấn vào dấu ngoặc ở đây, xong mình nhấn vào công cụ extract để mình cắt đi. Rồi OK, tới đoạn này. Rồi, tại đoạn này mình cũng sẽ cắt đi, nhấn cái dấu ngoặc ở phía sau nha. Sau đó chọn công cụ extract, cắt nó đi. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành chú thích trên những cái địa điểm ở trên video này mà khi mà cái video nó đang chuyển động luôn. Bình thường thì mình phải đóng băng cái video lại để mình đưa những địa điểm cho chính xác. Ở đây thì mình không cần đóng băng luôn, mình sẽ tạo cái chú thích nó tracking theo luôn. Y hệt như bên After Effects, thử nha, thử nó được không nha. Rồi OK. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ mình vừa cài á, ở phần Attention Mark to Transform này, để mình tạo cái chú thích mà nó bám theo cái vị trí luôn nha. Rồi trước hết thì mình sẽ tạo cái chú thích cho cái con đường này. Đấy. Đấy. Trước hết thì ở cái video này nè, bạn phải nét nó lại. Khi mình scale xuống 50% á, mình chuột phải nè, mình chọn nét. Đấy, mình nét nó lại cho nó reset về ban đầu. Rồi OK. Ở trong một effect nè, mình sẽ tìm hiệu ứng là Gaussian Blur ở đây. Rồi mình kéo mình thả vào cái video của mình. Ở đây mình sẽ nhấn vào cái bút ở đây nè để tạo một cái mắt. Đấy, nhấn vào cái bút ở một Gaussian Blur nè. Mình sẽ tạo chú thích cho con đường này trước nha. Rồi mình sẽ tạo cái mắt ngay vị trí con đường luôn. Đấy, mình vẽ xong mình đẩy lên. Rồi OK. Đấy, cái mắt của mình nè, nó ngay vị trí con đường nè. Rồi OK. Rồi bây giờ mình sẽ tracking cái mắt này. Ở cái mục mắt mắt bắt nè, các bạn sẽ chọn bạn chọn vào cái color ở đây nè. Mình sẽ chọn là position thôi nha. Mình tracking theo vị trí thôi, position thôi. Đấy, mình chọn position. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái key. Rồi OK. Sau đó mình sẽ nhấn vào cái mũi tên ở đây để mình tracking tự động. Mình sẽ kéo cái con trỏ về đầu timeline này. Sau đó mình tracking về phía sau á, thì mình sẽ nhấn cái mũi tên phía sau này. Đấy. Đấy, nó sẽ chạy tracking tự động. Bạn chỉ cái bước này bạn chỉ việc ngồi đợi thôi.
Rồi, sau khi nó tracking xong á, thì mình sẽ nhấn vào cái mắt này để mình check thử nó có bám theo cái đường mình không nha. Đấy, mình nhấn vào chữ mắt 1 này. Đấy, cái mắt của mình nó bám theo cái đường này. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo một cái Cornell Title để mình thả vào. Ở cái phần này thì mình đã giới thiệu, mình đã hướng dẫn ở cái bài trước á. Các bạn có thể xem lại cái bài đó ở cái link bên dưới nha, để các bạn có thể sử dụng được cái bộ location tile này. Rồi, mình kéo cái một cái location tile, mình sẽ chọn cái số 8 này đi, mình thả vào. Đấy. Đấy. Mình sẽ cho nó xuất hiện tại vị trí tới này, nó sẽ biến mất đi. Mình sẽ cho nó xuất hiện tại vị trí đây này luôn. Rồi. Rồi mình nhấn chuột vào cái location tile này, qua phần edit này. Mình sẽ điều chỉnh cho nó một xíu, mình sẽ giảm nó xuống còn 25 thôi. Giảm cái scale xuống này. Rồi, ở đây mình sẽ thay đổi cái màu border color. Đấy, mình chuyển nó sang màu đỏ đỏ. Rồi, cái shape color mình sẽ chuyển nó sang màu xanh đi. Rồi, màu vàng đi. Rồi, chỗ này mình sẽ ghi chú thích lại là quốc lộ 1A. Rồi, ok. Đấy, mình đã điều chỉnh cái nội dung và kích thước của cái Cornell Title của mình. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành cho nó bám theo cái vị trí vào quốc lộ 1A dưới này nha. Rồi, ở đây mình sẽ vào Windows này. Mình mở cái Attention mình vừa cài lên, Mark to Transform. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Đấy, mình kéo mình để ở góc đây nha. Rồi, ok. Rồi, mình chọn lại cái layer của cái video mình nè. Mình kéo xuống cái mục mắt 1 nè. Mình chụp phải vào đây, mình chọn copy. Rồi, sau đó mình lên đây. Đấy, mình đưa con chuột về đầu timeline luôn. Đấy, mình đưa con chuột về đầu luôn. Rồi, ok. Rồi mình chọn vào cái layer của cái Cornell Title của mình nè. Sau đó thì ở chỗ này, ở cái phần trong cái mục mắt to transform này mình vừa mở đấy, mình sẽ chọn là ở cái phần này mình sẽ điều chỉnh xuống còn 5 keyframe nha. Cái số này á này, bạn đọc ở đây này, khi cái số này cao quá có nghĩa là nó mượt hơn, nhưng mà nó sẽ ít chính xác hơn đấy. Nên mình chỉnh cái số này là tùy thuộc vào cái vị trí của mình nha. Thông thường thì mình sẽ chọn 5 hoặc 10 đấy. Rồi, sau khi mình copy ở trên này xong á, thì mình xuống này mình chấn Get from Clipboard này. Nó sẽ ghi là nó sẽ tạo ra 777 key nè. Đấy, cái này mà bạn key tay á, thì nó hơi bị mất thời gian đấy. Rồi, đấy mình Get from Clipboard. Xong mình chọn lên cái layer này của mình nha. Cái layer Cornell Title của mình nè. Xong mình Bad Add Transform. Đấy, nó sẽ tự động nó copy qua luôn, nó key cho mình luôn. Đấy, sau khi nó chạy xong nó sẽ báo keyframe set nè. Sau đó mình vào đây. Đấy, mình kéo xuống này, mình có thể thấy keyframe ở một position của nó nè. Đấy, giờ mình sẽ cùng xem. Rồi, ở đây bạn có thể thấy nó không bám xuống đúng không? Rồi mình sẽ chọn vào cái layer của cái Cornell Title. Kéo xuống ở cái mục Unshaped này. Đấy, mình sẽ điều chỉnh thôi, mình nhấn giữ chuột vào đây. Đấy, mình kéo nó xuống, kéo qua. Rồi, ok. Rồi, giờ mình cùng xem lại. Đấy, bây giờ nó đã bám theo cái đường quốc lộ của mình nè. Nhưng mà ở đây nó hơi rung đúng không? Thì do các bạn nó không smooth đó, nên các bạn có thể điều chỉnh cái này lên 50 hoặc là 60 tùy. Càng ít key nó sẽ càng mượt hơn. Đấy, cái key này càng thưa, cái số này càng cao quá thì nó sẽ càng mượt. Rồi, ok. Rồi, tương tự thì mình sẽ tạo một cái video cho cái, đây, mình sẽ tạo cho cái đường này. Rồi, tương tự đối với cái lô đất này đi. Đấy, cái lô đất này bây giờ mình sẽ tạo ra nó một cái chú thích luôn nha, vị trí của cái lô đất của mình.
Ok, cái này xong rồi nè. Ở mình click vào cái video của mình nè, cái mask một xong rồi mình sẽ nhấn vào nó, mình nhấn delete đi. Mình chủ yếu mình tạo cái mask để mình tracking thôi. Mình tracking xong rồi thì mình sẽ delete nó đi. Rồi đấy, giờ mình sẽ tạo cái vị trí cho cái lô đất của mình. Rồi mình tương tự mình cũng kéo đây, mình kéo ra vị trí này. Đây, vị trí này mình sẽ bắt đầu nha. Rồi, ở đây mình tương tự mình cũng sẽ tạo một cái mắt. Rồi nhấn vào cái bút ở đây. Rồi mình vẽ một cái khu để nó tracking theo thôi. Đấy, mình vẽ một cái hình vuông ở đây. Ví dụ mình muốn tạo một cái con ao chỗ này á thì mình sẽ vẽ một cái hình vuông ở đây. Rồi ok. Sau khi cái này thì mình cũng tương tự nhấn vào cái color ở đây, mình chọn position thôi. Đấy. Sau đó thì mình sẽ chọn vào cái mũi tên ở đây để nó tự động tracking từ này về sau. Mình muốn cái chú thích mình nó bắt đầu xuất hiện tại vị trí này á, thì mình nhấn vào mũi tên này cho nó tracking từ này về sau. Đấy. Bạn nhấn vào mũi tên bên này á, thì nó sẽ tracking từ đầu về trước, từ vị trí này về trước. Rồi ok, giờ mình sẽ check xem nó có bám không nha. Đấy, thấy nó đã bám theo lô đất cũng khá tốt. Rồi ok. Rồi, mình sẽ để lại cái vị trí của cái con trỏ tại vị trí mà cái kia đầu tiên á. Ở đây mình sử dụng phím mũi tên qua trái này, qua phải để mình dịch chuyển cho đúng nè. Đấy, mình sử dụng ngay tại vị trí cái kia thì cái điểm màu xanh này nó sẽ sáng lên nè. Đấy, bạn để ý cái điểm màu xanh này nó sáng lên nè. Nó sáng màu xanh là ngay tại vị trí cái kia. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục mình qua phần Pro. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái con ao title. Đây, mình kéo mình thả cái con ao title của mình vào. Rồi, cái con ao title này á, thì mình đã giới thiệu ở cái mục ở cái bài 6 hiệu ứng bất động sản trên Realme á. Bạn có thể xem lại cái bài đó nha. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Cái con ao title của mình thì nó khá là ngắn á, nên mình muốn nó kéo dài ra. Trước hết thì mình sẽ thay đổi nội dung cho nó trước đi, xong mình kéo dài cái con ao title ra. Mình chọn vào đây. Rồi, ở cái color 2 này, mình sẽ đổi tên, mình sẽ đổi màu cho nó. Đấy, cái thanh này nó sẽ là màu xanh. Còn cái chữ của mình sẽ cho nó màu vàng đi. À, không, cái chữ của mình cho nó màu xanh đi. Rồi, nó hơi bị khó thấy á, nên mình sẽ đảo ngược lại. Ok. Ok. Rồi, chỗ này mình sẽ sửa lại là vị trí lô đất. Ok. Chỗ này mình sẽ scale nó lại nha. Nó hơi bị rộng á, mình sẽ scale nó lại. Ở đây mình sẽ kéo cái test 10 scale này cho nó to ra. Mình kéo max max cây luôn cho nó to ra 150 luôn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ấy cái mình kéo dài cái con ao title này ra, nó khá là ngắn này. Rồi, trước hết thì mình sẽ scale nó về trước đã. Mình sẽ kéo xuống ở mục này. Đây, mình sẽ scale nó về 25% đi. Rồi, ok. Rồi, để kéo dài cái con ao thay thù này ra thì mình sẽ khóa hai cái layer ở trước nha.
Đấy, mình nhấn vào ô khó ở đây, mình khó lại để mình không tác động được vào nó. Rồi mình sẽ kéo con trỏ ra ở phía giữa nè. Sau đó mình chuột phải, mình chọn là Insert Frame Hole Segment. Rồi đấy, ở phần sau này mình muốn kéo đến vị trí nào cũng được. Rồi ok, chỗ này mình cứ để con chuột ở vị trí sau nè, nó hiện cái hình mũi tên nè, mình kéo ra đến khi nào nó giáp thôi. Rồi ok, sau đó mình sẽ quét chọn ba cái này, mình chuột phải, mình chọn nét, gộp lại nó thành một cái layer. Rồi ok, xong rồi. Giờ mình làm tương tự như cái kia nha. Mở khó hai cái này ra. Đấy, mình chọn vào cái layer video của mình nè. Rồi mình kéo về đầu cái con nào thay thuộc của mình. Đấy, mình sẽ chọn vào cái mask của cái video nè. Chuột phải copy. Rồi, xuống này mình sẽ get from clipboard nha. Mình copy rồi, xuống này mình sẽ nhấn get from clipboard. Rồi, chỗ này mình sẽ để tầm 20 thử xem. Đây, nó sẽ ghi là 478 keyframe nè. Rồi mình chọn lên cái layer của mình, chọn lên cái layer con nào thay thù của mình, nhấn bắt add transform. Đây, nó sẽ tự tạo ra một cái vị trí này, nó tự kêu qua luôn. Giờ mình cùng xem. Đấy, ở đây nó bám chưa chính xác cái vị trí lô đất của bạn á, thì bạn có thể dịch chuyển cái anchor point này. Mình dịch chuyển cái anh cho bon chứ không được dịch chuyển cái position nha. Cái position của mình nó đang kia rồi. Đấy, mình dịch chuyển lên. Rồi ok. Rồi giờ mình cùng xem kết quả. Đấy, bạn có thể thấy cái con ao này nó đã bám theo cái vị trí lô đất của mình luôn nè. Ok. Rồi ok, ở đây mình sẽ tạo thêm một cái vị trí cho cái đầm ở sau mình nha. Rồi cái mask này xong rồi thì mình sẽ delete nó đi. Rồi ở đây mình sẽ kéo một cái location type vào. Đây, mình sẽ sử dụng cái này đi. Để xem. Cái này mình sử dụng cái 08, giờ mình sẽ sử dụng cái 16 đi. Rồi mình kéo vào. Đấy, mình để nó phía dưới này. Rồi, ok, mình sẽ nhấn vào đây để chỉnh sửa nó. Cái border color mình sẽ chuyển nó qua màu xanh nước biển. Rồi, cái shape color mình sẽ chuyển nó qua màu xanh lá. Mình sẽ chuyển nó qua màu tím đi. Rồi ok. Rồi cái này mình sẽ ghi lại là đầm. Ok. Cái này mình sẽ giảm nó xuống còn 25, scale nó xuống còn 25 thôi. Rồi ok, tạm thời mình để nó ở vị trí này đi. Đây, mình sẽ cho nó xuất hiện tại vị trí cái lô đất nó vừa xuất hiện. Rồi, ở cái video của mình nè, mình nhấn vào cái layer video của mình nè, tương tự mình nhấn vào cái bút vào đây. Rồi, chỗ này mình sẽ vẽ một cái ô vuông. Tương tự để mình tracking cái mask thôi. Đấy, tại cái vị trí cái đầm của mình đấy. Rồi, ngay tại vị trí này thì mình nhấn vào cái cơ lê ở đây, chọn position. Mình chỉ tracking theo position thôi. Sau đó thì cái này mình sẽ chọn cái mũi tên hướng ra sau này, nó sẽ tạo một cái kia từ này ra sau, nó sẽ track từ vị trí con trỏ ra phía đến hết video luôn. Rồi chỗ này mình chỉ việc chờ thôi. Rồi đấy, bạn có thể thấy cái mask của mình nó đã bám theo nè, nó bám theo cái biển ở đây nè. Rồi ok, mình sẽ đưa về đây, tại vị trí này mình dùng phía mũi tên sang phải để mình dịch chuyển, mình hướng tới một frame nha, mình tiến tới một frame nha. Đấy, nó sẽ có cái sáng ở đây là mình để đang ở cái mắt nè, đang ở vị trí cái kia nè. Rồi tương tự mình chọn vào chuột phải vào cái mắt một, chọn copy. Rồi mình chọn vào cái layer của cái con nào thay thù 16 nè, mình get from clipboard.
Rồi, chỗ này mình tương tự mình để 20 luôn nha. Cho nó smooth một xíu, cho nó mượt một xíu. Kia càng thưa thì nó càng mượt. Nhưng mà vị trí nó sẽ không bám theo tốt. Rồi, mình nên chọn cái con số phù hợp thôi nha. Hy sinh cái này thì mất cái kia thôi. Dưới này nó cũng đã ghi nè. Rồi chỗ này mình sẽ tích vào position thôi nha. Rồi chọn vào cái layer corner title của mình. Nhấn Bad Add Transform. Rồi giờ cùng xem kết quả. Rồi mình chọn vào cái layer corner của mình này. Kéo xuống này. Rồi ở đây mình sẽ kéo cái anchor bone lên thôi. Đây, đấy, mình nhấn giữ chuột và mình kéo thôi. Rồi nó khá to đúng không? Thì mình sẽ scale nó lại. Chỗ này mình tích vào ô Uniform Scale. Rồi, scale nó nhỏ lại. Rồi, kéo cái anchor bone lên. Scale nó về 68 đi. Rồi, ok. Giờ mình cùng review lại. Đấy, nó đã bám theo cái vị trí ngay vô cái đầm của mình nè. Rồi giờ mình cùng review lại toàn bộ video nha. Đấy, cái này thì mình hồi nãy mình kia nó hơi dày á. Mình để cái số này hơi nhỏ cho nên nó hơi rung. Đấy, qua cái này thì nó đỡ rung hơn. Nhưng mà nó bám theo vị trí là khá tốt. Rồi, ok. Rồi, ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ khác. Đây, mình kéo cái video vào. Ví dụ của mình là sẽ theo dõi một chiếc ô tô đang chạy như thế này. Cái video này là 4K đúng không? Mình sẽ giảm nó xuống còn 1080. Đây. Ví dụ mình sẽ theo dõi chiếc ô tô này nha. Đấy, mình sẽ kéo hết cái đoạn video chiếc ô tô này vừa chạy qua. Rồi, ok. Mình nhấn vào đây, mình nhấn vào đây để mình cắt bỏ đoạn sau. Rồi, cái đoạn trước này là cái đoạn video của chiếc ô tô của mình. Đấy, giờ mình sẽ theo dõi chiếc ô tô này nha. Rồi, mình sẽ tạo một cái chú thích để mình bám theo cái chiếc ô tô này. Rồi, mình chuột phải, mình chọn nét. Đấy, để mình reset nó về cái ban đầu trước cái đã. Reset cái video về cái mặc định ban đầu. Rồi, ở đây mình sẽ làm một cái con ao nó tracking theo chiếc xe này nha. Rồi, trước hết thì mình sẽ import hai cái con ao title vào. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái con ao title. Mình sẽ import vào cái con ao này thì mình sẽ để link down ở dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể xuống ở đó và down về. Các bạn trong mục Essential Graphics nè. Nếu các bạn không có mục này, các bạn vào Windows mở cái Essential Graphics lên. Rồi sau đó thì nhấn vào dấu cộng ở góc màn hình này. Đấy. Đây, nó có hai cái con ao này nè. Rồi open. Rồi, tiếp tục open. Rồi, đây, đây là hai cái con nào thay thù của mình. Rồi, ở đây ví dụ mình sẽ kéo cái con nào 5 này đi. Đấy, mình thả vào. Rồi, rồi. Ở đây, cái mặc định của nó khá là to. Nên mình sẽ scale nó lại trước. Mình chọn vào cái layer này này, ở cái phần motion này. Mình sẽ scale nó về 34% đi. Đấy. Rồi. Ở đây thì cái time setting này mình sẽ cài đặt thời gian cho nó một xíu. Rồi mình sổ cái time setting xuống. Ở cái duration nó đang là 120 giây thì mình sẽ cho nó về tầm cái này để mình xem. Tầm này là mình sẽ cho nó về tầm 7 giây thôi. Chỗ này mình ghi số 7 7 giây. Đấy, tới 7 giây nó thu lại nè. Đấy, rồi. Tới đây nó thu lại hết. Nên mình tới đây. Rồi, tới đây mình sẽ cắt nó đi.
Rồi, ok. Tới đây mình sẽ chọn công cụ cái dao lam nè. Đây, mình nhấn vào đây. Ngay tại vị trí 7 giây. Mình chọn lại công cụ con trỏ, chọn cái này, nhấn delete. Đấy, mình cắt cái phần sau đi. Rồi, tương tự mình sẽ thay đổi cái màu sắc cho nó một xí. Ở cái bone position này thì mình không quan tâm. Cái này xíu nữa mình dùng tracking thôi. Rồi, ở cái test and block nè. Cái box nè. Giờ mình cái box color là cái hộp ở hình vuông ở ngoài nè. Mình nhấn vào đây để mình thay đổi màu. Đấy, nhấn ok. Nó sẽ chuyển sang màu xanh. Rồi, ở đây cái test này mình sẽ xổ xuống. Rồi, cái này mình sẽ ghi là tracking offset đi, ví dụ. Đấy. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cái font Roboto đi. Roboto bold consider. Đấy. Mình muốn to ra cũng được nha. Đấy, mình kéo to ra nè. Rồi mình sẽ chọn Roboto medium đi. Đấy, mình muốn phóng to nhỏ là tùy mình thôi. Mình sẽ để ở này cũng được. Đấy. Cái đây là cái màu chữ nè. Đấy, mình chọn màu chữ gì cũng được. Ở đây mình sẽ để màu mặc định màu đen đi. Rồi, cái này là cái line and setting nè. Cái line này mình sẽ có thể chọn cái màu. Đấy, mình nhấn vào đây mình chọn màu được nè. Đấy, màu vàng nè. Còn cái target nè, mình cũng sẽ nhấn vào đây. Target dot color nè. Đấy, mình có thể tăng size cho nó nha. Hoặc là mình có thể đổi màu ở đây. Đấy, mình có thể đổi màu cho nó. Rồi, ok. Cái content dot này là cái dấu chấm chỗ này nha. Đấy, mình bật lên cho bạn xem nè, chỗ này là có dấu chấm nè. Rồi, mình tắt nó đi, mình không dùng. Rồi, ok. Bây giờ quay lại với công việc chính của mình là mình sẽ tracking nó thôi. Sau khi mình đã chỉnh màu xong, mình kéo con trỏ về phía đầu cái đoạn clip của mình. Đấy, mình chọn vào layer đoạn video. Ở dưới một effect này mình kéo cái này lên. Với một effect mình sẽ tương tự mình sẽ có hiệu ứng Gaussian Blur, mình kéo thả vào đoạn video của mình. Rồi, ở chỗ này mình tương tự mình tạo một cái mask thôi. Rồi, nhấn vào cái công cụ Pen Tool ở đây, cái bút ở đây. Rồi, mình sẽ vẽ theo chiếc xe này nha. Đấy, nhấn giữ chuột và vẽ nè. Đấy, mình vẽ tương đối thôi. Đấy, cho nó bao cái phần trên thôi. Sau đó thì mình sẽ tracking. Rồi, ở đây mình sẽ tracking, mình nhấn vào cái clay ở đây. Mình sẽ tracking ba ba thuộc tính luôn nha, position, scale và rotation. Đấy. Rồi. Nhấn vào cái key mask bắt ở đây tạo một cái key. Sau đó nhấn vào cái mũi tên này để nó tự động tracking từ đầu đến cuối video. Rồi, sau khi nó tracking xong thì mình nhấn vào cái mắt ở đây nè, mình sẽ kéo để mình theo dõi nè. Đấy, cái mắt của mình nó bám theo cái xe này thấy không? Cái con ao này này nó chưa bám. Đấy. Rồi, ok. Mình chuột phải, chọn copy, chuột phải vào cái mắt nha, chọn copy. Rồi, mình nhấn lên cái layer của cái con ao nè, con ao 5 nè, mình nhấn chọn cái layer con ao. Ở đây mình sẽ tracking hai vị trí, hai thuộc tính là scale và position. Mình sẽ chọn tick ở cái position này và tick ở cái ô scale này. Chỗ này mình sẽ để tầm 10 chẳng hạn. Rồi, ok. Mình tick hai vị trí, hai thuộc tính này nha. Sau đó mình get from clipboard và mình chọn cái layer con ao 5 nha. Nhớ mình chọn cái layer con ao 5 và chọn path extend form. Đấy. Ở dưới này nó sẽ set keyframe ở cái phần scale và position này. Rồi giờ mình cùng theo dõi. Đấy, bạn có thể thấy cái của mình nó to dần đúng không? Xe nó chạy lại gần thì nó sẽ to dần. Rồi ok. Ở đây thì nó chưa bám theo cái xe này. Cho nên nó chỉ di chuyển theo thôi. Cho nên mình chọn vào cái layer của cái con ao 5 này. Mình kéo xuống cái phần đây, cái phần anchor point ở đây. Rồi, mình sẽ điều chỉnh nó, mình nhấn giữ chuột vào mình kéo nó qua.
Đấy, cho nó nằm ngay cái logo. Rồi, ok, giờ mình cùng theo dõi. Rồi, ok. Bạn có thể thấy là nó di chuyển theo nhưng nó bám chưa sát á, thì mình sẽ key vị trí nha. Rồi, mình sẽ đưa chuột đến vị trí đầu nè, vị trí mà con trỏ này nó vừa xuất hiện nè. Mình sẽ tạo một cái key ở phần Angel Bone nè. Nhấn vào cái đồng hồ ở đây tạo một cái key. Rồi, mình đẩy qua ngay cái logo, mình sẽ track theo cái logo thôi. Mình phải key thủ công lại một xíu, nhưng mà mình key 3 cái thôi. Cái giữa nè, mình kéo đến vị trí giữa nè. Mình tiếp tục mình kéo nói cái Angel Bone đấy, tới cái logo. Tương tự mình kéo đến vị trí cuối. Đây, vị trí cuối này mình tương tự mình kéo cái Angel Bone tới cái logo thôi. Rồi, ok. Rồi giờ mình cùng xem kết quả nha. Đấy, nó sẽ bám theo cái xe của mình nè. Bạn thấy không? Rồi, chỗ này mình sẽ thêm hai cái kia đi. Đấy, mình thêm một cái ở giữa này cho nó chính xác hơn một xíu. Đấy, mình đẩy nó qua. Rồi, ok. Mình thêm tầm 5 cái kia thôi. Nó sẽ đỡ, nó cũng vẫn có công cụ hỗ trợ nên mà nó sẽ bám tự động vẫn chưa chính xác lắm, nhưng mà mình kia nó vẫn đỡ cực hơn là bán làm thủ công. Rồi, ở đây mình sẽ cho nó. Nó qua này một xíu. Rồi, giờ mình cùng theo dõi lại video nha. Đấy, ok. Rồi, ở đây mình có một đoạn video khác như thế này. Đây là một đoạn bám theo một chiếc xe đang chạy nha. Giờ mình sẽ tạo một cái Conan title bám theo chiếc xe này. Đấy, ok. Rồi, ở đây mình sẽ kéo cái Conan title này của mình. Đây, mình kéo Conan title 4 này. Cái này mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể đeo về và import vào. Đấy, mình sẽ cho nó nhỏ một xíu lại. Rồi, kéo xuống phần scale nè. Chỗ này mình sẽ cho nó 30-35 đi. Đấy, ok. Rồi, giờ mình sẽ thay đổi những cái màu sắc cho nó. Đấy, mình thay đổi cái đường line nè, màu đường line nè. Rồi, màu đường line mình sẽ cho nó màu vàng đi. Rồi, cái màu của cái khung này thì mình sẽ cho nó màu xanh lá cây đi. Rồi, ok. Rồi, cái màu chữ mình giữ nguyên. Cái màu chữ nhỏ ở dưới thì mình sẽ cho nó màu màu tím chẳng hạn, màu hồng chẳng hạn. Rồi, cho nó màu xanh dương chẳng hạn. Đấy, rồi, ok. Cái này mình sẽ cho nó màu xanh đậm một xíu. Rồi, ở đây mình có thể thay đổi những cái chữ này, cái title này. Đấy, mình có thể tóm to thu nhỏ này. Đấy, rồi, ok. Giờ mình sẽ thay đổi cái title của mình nha. Cái text 1 là cái text lớn ở trên đó. Mình sẽ ghi là tracking object. Đấy, rồi, cái ở dưới chế tác nhỏ ở dưới thì mình có thể ghi là my car đồ chẳng hạn, cái xe đồ chẳng hạn. Rồi, sau khi đã chỉnh sửa cái này thì mình sẽ tracking cho nó. Rồi, tương tự ở đây thì mình qua một effect nè. Mình tìm Gaussian Blur. Đấy, kéo thả vào cái video dưới của mình. Rồi, ở đây mình tạm thời mình ẩn cái này đi. Nhấn vào con mắt ở đây để ẩn nó đi. Rồi, nhấn vào cái bút ở đây. Kéo về đầu cái timeline. Tạo một cái mắt
để nó bám theo chiếc xe của mình tạo không cần chính xác quá đâu, mình chỉ tạo trên chiếc xe là được. Đấy, mình nhấn cái hình vuông trong cái khoảng chiếc xe là được. Rồi ở đây nhấn vào cái cờ lê, ở đây mình sẽ chọn cả ba thuộc tính luôn. Rồi xong sau đó mình nhấn phím mũi tên này để nó tự động nó track. Này, nó đang tracking. Rồi ok, sau khi xong thì mình sẽ mở cái này lên. Rồi mình sẽ kiểm tra thử cái tracking thử nó ok không nhỉ. Đấy, bạn có thể thấy không, cái hình vuông của mình đã bám theo cái xe luôn nè. Rồi ok, sau khi xong mình sẽ mở cái Conan mình lại. Rồi mình sẽ qua Windows nè, mình chọn Attention, mình chọn Max to Transform. Đấy, đấy, cái đây là cái mình đã cài cái Attention đó đấy, ở đầu video đấy. Rồi ở đây mình kéo về đầu timeline, kéo con trỏ về đầu timeline. Ở cái mask 1 nè, cái mask của cái Gaussian Blur á, mình chuột phải vào. Mình chuột phải vào, mình chọn copy. Rồi, xuống này thì mình chỉ tracking theo cái position thôi nha. Mà hai cái rotation và scale này mình không tracking. Ở chỗ này thì tùy theo bạn để thôi. Nếu bạn muốn mượt hơn á thì bạn, nếu bạn bán muốn nó bám theo sát hơn á thì bạn để 5. Rồi, ở đây mình thể để 10 là vừa đủ rồi, nó mượt rồi. Rồi, sau đó thì chọn vào cái layer của cái con A4 mình nè. Nhấn Get Transform Clipboard. Sau đó nhấn Pass as Transform. Bạn nhớ phải chọn vào cái layer này nha, nó mới pass qua được. Đấy, sau khi chọn layer này nó lại pass qua nè. Rồi, giờ mình cùng xem. Đấy, của mình nó hơi lag. Đấy, nó đã bám theo nhưng mà cái điểm này nó không về đúng vị trí á, cho nên mình sẽ chỉnh cái anchor point đó nha. Đây, cái anchor point này nè, mình nhấn giữ chuột vào. Đây, mình chỉnh, mình kéo xuống phần cuối cùng luôn nha, cái transform này, cái anchor point này nè. Đây, mình đẩy nó lên, mình nhấn giữ chuột và mình đẩy nó lên cho vị trí chiếc xe thôi. Rồi ok, bây giờ nó đã bám theo. Rồi, ở đây nếu mà máy tính bạn review hơi bị lag á. Đấy, máy tính bạn review hơi bị giật lag á là do máy nó yếu nha. Rồi, nên mình sẽ chỉ cho các bạn cách review nhanh, cách review không bị giật lag. Bạn quét chọn hai cái layer này nè, có bao nhiêu layer bạn quét chọn hết. Sau đó bạn vào sequence, bạn vào render to in out. Đấy, và bạn chờ nó chạy xong thôi. Cái bước này là nó render cái review của mình á, thì mình chỉ việc đợi thôi. Bước này mình sẽ tua nhanh nha. Đấy, đấy, sau khi render xong thì cái này nó chuyển sang màu xanh nè, là bạn review nó sẽ rất mượt luôn. Đấy, bạn có thể xem lại. Đấy, cái video này là cái mask của mình nó bám theo chiếc xe tốt quá, cho nên lúc mình copy cái key qua thì cái con ao mình nó cũng bám rất tốt theo chiếc xe luôn. Đấy, mình không cần phải key thủ công lại như bên trước. Nếu mà cái mask bạn không bám được tốt á thì bạn cần key thủ công lại cái anchor point tầm 3 hoặc 5 key, tầm 2 key đầu key cuối và 1 key giữa thôi. Nó cũng rất là đỡ hơn nhiều so với bạn key từng key như là key cái position. Rồi ok. Rồi, vậy là video này mình đã giới thiệu xong các bạn một cái công cụ, một cái attention trong Premiere Pro có thể giúp bạn tạo cái tracking tự động. Đấy, bạn có thể tạo cái tracking tự động theo vật thể của mình. Đấy, các bạn hãy liên hệ Zalo hoặc số điện thoại của mình đã để dưới phần mô tả để có thể mua cái attention này với giá chỉ 50k thôi nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Rồi, sau khi mình tạo xong cái tracking á thì cái này nó không còn giá trị lợi dụng nữa. Cái Gaussian Blur này, mình chỉ tạo cái mask để mình copy qua thôi. Thì mình sẽ nhấn vào đây, mình nhấn delete để mình xóa cái hiệu ứng này đi. Đấy. Rồi, ok. Khi bạn có cái attention này thì bạn rất là đỡ thời gian của bạn sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với các bạn kia từng vị trí, như là ví dụ bạn kéo tới này nè, bạn kia cái position 1, xong đó bạn kéo tới này, bạn kia cái position 2. Nó vừa mất thời gian mà nó vừa không chính xác, nó vừa không mượt nữa. Cái này thì nó giúp mình đỡ rất là nhiều thời gian. Rồi, cảm ơn các bạn nha.